Chúng con vui mừng đón chào cha chánh xứ cùng quý vị đã đất cử
Kính thưa cha và quý vị, với chức trách mà cha xứ cũng như hội đồng mục vụ giao phó, ban giáo lý xin được tường trình một số nét về năm học vừa qua, gồm 3 điểm chính như sau. Thứ nhất, việc học giáo lý của các em. Thứ hai, việc dạy giáo lý cho các em. Thứ ba, việc cộng tác từ phía phụ huynh của các em. Về việc học giáo lý của các em, niên khóa 2017-2018 được khai giảng vào ngày 3 tháng 9 năm 2017 với 318 em trong độ tuổi học giáo lý, được sắp xếp trong 15 lớp như sau. Lớp Điện Thanh Tâm, lúc đó thì chỉ có mấy em thôi, tại vì lớp Điện Thanh Tâm là sau khi khai giảng các em đã đăng ký. Khối Thanh Tâm, thì ta xin báo cáo về cái khối. Khối Thanh Tâm là 55 em, khối Nước Lễ là 106 em, khối Thanh Sức là 94 em, khối Lớp Bảo Đồng 62 em, khối Lớp Bảo Đời 55 em. Cho nên sĩ số đầu năm và các em nhập học là 318 em. Và cái sau thời gian khai giảng thì số các em Điện Thanh Tâm đăng ký và một số các em mà cái khu vực nhà trọ cũng như về kinh tế và cha mẹ di dân vào đây và đăng ký sau thì cuối năm tổng số của chúng ta là 348 em. Còn có một số em, khoảng 5 em là bỏ học giáo lý luôn, là vì 5 em này ở khu vực nhà trọ, rồi về kinh tế thì cha mẹ lại di chuyển đi chỗ khác, cho nên các em không đi học nữa. Năm học vừa qua, các em học giáo lý hàng tuần vào ngày Chủ nhật buổi sáng từ lúc 7 giờ đến 8 giờ. Mỗi buổi học giáo lý chỉ kéo dài 1 tiếng. Các em sẽ được nghe giảng bài học, lắng nghe lời Chúa, tập cầu nguyện với Chúa, ghi bài học và sinh hoạt hàng lớp. Giáo trình dạy giáo lý cho mỗi lớp do cha xứ chỉ định sát với đường hướng giáo lý của Hội Thánh, phù hợp với khả năng nhận thức và lứa tuổi của các em. Mỗi học kỳ các em có những bài kiểm tra và thi học kỳ, các bài làm có chấm điểm cuối học kỳ và cuối năm, có xếp hạng và nhận xét kết quả học tập, đặc biệt chú trọng đến sự chuyên cần và hạnh kiểm để xét khen thưởng cuối năm cho các em. Mỗi lớp học do các giáo lý viên được cha xứ và ban giáo lý phân công phụ trách. Kết thúc năm học, ban giáo lý xin có một số ý kiến như sau. Thứ nhất, việc sắp xếp cho các em học giáo lý vào ngày Chủ nhật là hợp lý. Học hiểu về Chúa trong ngày của Chúa là điều xứng hợp, cần và có ích, vì là môi trường tốt nhất để giúp các em tiếp cận Chúa, dễ lay động tâm hồn vốn nhạy cảm của các em và dễ tiếp nhận hơn Chúa. Thứ hai, hầu hết các em đi học đúng giờ và đều đặn, chăm nghe giảng bài, ghi bài, học và làm bài tốt trong lớp trật tự, ngoan và lễ phép, đang tham dự thánh lễ, đang sinh hoạt thiếu nhi thánh thể và rất là đáng khen. Nhưng cũng có còn một số em thì không thể khen nổi vì lơ là, biến trễ, chưa ngoan, nhất là như là đi học môn rồi nói chuyện nghịch trong lớp, có em thì hỏi không trả lời, nó lì ra như vậy. Rồi trong năm học vừa qua, giáo lý viên và ban giáo lý cũng đã nhắc nhở rất là nhiều, chúng tôi đã gửi các em bỏ học, chúng tôi đã gửi cái thư mời thông báo đến các phụ huynh thì các em sau này cũng có trở lại đi học. May mắn thì cái số em này thì không có nhiều, ta tạ ơn Chúa. Rồi về việc dành giáo lý cho các em thì từ lâu là riêng số giáo lý viên của giáo xứ chúng ta hiện nay là 19 giáo lý viên, kể cả cha thánh xứ và quý gì cũng giúp cho giáo xứ. Đối với anh chị em đang phụ trách các cấp giáo lý, ban giáo lý cũng xin bày tỏ sự
đối với tinh thần dấn thân phục vụ của anh chị em đã hết lòng cống hiến cho sứ mệnh giáo dục đức tin mà Thiên Chúa đã trao phó. Xin Chúa chúc lành các công việc mà anh chị em đang thực hiện với ơn Chúa và sự cố gắng của anh chị em. Sứ vụ này sẽ làm sung mãn và thành toàn. Còn về việc cộng tác từ phía phụ huynh của các em, từ nhiều năm nay quý phụ huynh đã được mời gọi cộng tác tích cực và công việc giáo dục đức tin cho các con em của chúng ta. Đây không chỉ đơn giản là việc nên làm mà chính là trách nhiệm của bậc cha mẹ đối với con cái. Cha mẹ chính là người giáo lý viên đầu tiên của con cái mình. Từ cái nôi trong gia đình thân yêu, chính nhờ người mẹ, người cha mà con trẻ nhận biết được Thiên Chúa. Việc dạy con nên người là nhiệm vụ cao cả, nhưng việc giáo dục con trẻ trở nên con cái của Chúa càng cao quý hơn một phần. Ước mong sao toàn thể các em ở trước mặt quý vị đây đều được hưởng những sự quan tâm thích đáng của quý phụ huynh, nhất là khi các em bước vào một năm học giáo lý mới. Kính thưa cha thánh sứ và quý vị, trong lễ khai giảng niên khóa 2017-2018 hôm nay, trước hết toàn thể chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn đối với cha thánh sứ đã dân được quan tâm, hy sinh tận tụy, chỉ nhắm đến mục đích làm sao cho con em của giáo xứ Bắc Hà chúng ta được học hiểu giáo lý của Chúa, biết tin yêu Chúa, biết sống đạo và trở nên người hữu ích cho bản thân, cho gia đình, cho giáo xứ, cũng như cho tất cả mọi người hôm nay và kể cả khi các em đã trưởng thành. Chúng tôi cũng hết lòng cảm ơn quý hội đồng mục vụ, quý dì và các anh chị em giáo lý viên đã nhận định cộng tác và hỗ trợ cho ban giáo lý, tạo điều kiện giúp ban giáo lý hoàn thành trách nhiệm và của mình mà gia xứ cũng như đồng giáo xứ đã giao phó. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn quý vị phụ huynh của các em đã hưởng những lời mời gọi của gia xứ trong việc ý thức và thực thi trách nhiệm nhắc nhở tâm tâm con em mình siêng năng học hỏi giáo lý. Đặc biệt trong dịp này, ban giáo lý chúng tôi xin chuyển đến những vị ân nhân xa gần đã giúp đỡ tinh thần và vật chất cho hoạt động của ban giáo lý lời cảm ơn chân thành nhất. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho quý vị được nhiều ơn lành cần thiết. Các em thiếu nhi thân mến, trọn suốt năm học giáo lý vừa qua, các em đã cố gắng rất nhiều, thật đáng khen. Chúa Giêsu đặc biệt thương yêu trẻ em, các em hãy hứa với Ngài sẽ cố gắng hơn, siêng năng hơn, ngoan hơn, đạo đức hơn để làm vui lòng Chúa Giêsu. Chúc các em một mùa hè tươi vui và nhiều sức khỏe. Một lần. Nữa chúng ta xin cảm ơn cha thánh sứ, quý dì, quý hội đồng mục vụ và tất cả các anh chị em giáo lý viên cùng toàn thể quý vị. Xin tạ ơn Thiên Chúa và nguyện xin Chúa Thánh Thần là ngôi ba Thiên Chúa luôn ban nhiều hồng ân và sức khỏe trên quý cha và quý vị. Xin chân thành cảm ơn. Tiếp tục chương trình, chúng ta xin trân trọng kính mời cha thánh sứ, cha chúng con mang trong con văn từ và tuyên bố bế giảng. Xin mời cha.